đã phát hiện dấu vết của đối tượng. Đề nghị các đồng chí khẩn trương quay lại theo hướng của tôi. Mày sẽ phải trả giá cho những tội ác của mày cho xã hội này, cho bố tao, cho bác Thừa Săn. Mày, mày hả? Mày thì ra mày chính là thằng nhóc sống sót đấy à? Đau không con? Đau không khi chứng kiến cái chết của bố mày hả? Anh Triều, anh cố lên. Báo cáo trung tâm, hai đối tượng đã bị tiêu diệt, người của chúng ta bị thương nặng, yêu cầu cấp cứu gấp. Anh Triều, bệnh nhân bị đứt động mạch chủ, mất rất nhiều máu, về bệnh viện cần phải phẫu thuật và truyền máu gấp.
Anh thấy dự án này khả thi đấy. Đầu tư vào dự án này anh nghĩ là hiệu quả sẽ rất cao. Vâng, em sẽ cho kiểm tra. Ờ, anh à, có nhóm lãnh đạo với phóng viên các tờ báo đang chờ ngoài phòng khách ạ. Tú chưa về à? Nếu về thì trao đổi với Tú, tiếp họ thay anh. Theo em nghĩ, anh nên ra một lát để thể hiện sự tôn trọng báo giới. Em nói đúng. Để cái đám mõ này nó mất lòng thì rách việc. Rồi nó lại giao linh tinh thì không hơi sức đâu đi thanh minh với thiên hạ được. Đi. Xin chào tất cả anh em. Chắc là đợi tôi lâu lắm rồi phải không? Trước nhất là thay mặt tập đoàn An Linh, xin rất cảm ơn sự hợp tác lâu nay của tất cả anh chị em báo chí đối với tập đoàn An Linh chúng tôi. Để thể hiện cái thịnh tình này thì chúng tôi đã soạn thảo một bản hợp đồng truyền thông hàng năm. Không biết ý anh em thế nào nhỉ? Dạ, được hợp tác với ông chủ lớn của An Linh đó là một điều vinh dự cho chúng tôi ạ. Chú ở tờ nào? Dạ, hiện tại thì em đang làm bên báo điện tử Tân Triều. Cái lượng ra tin bên đây là khá là cao đó anh. Ờ, nhớ rồi. Chú là người vừa đưa một loạt bài bất lợi cho các dự án của anh có đúng không? Dạ, thì bên em cũng có phản ánh về cái dự án mà xây dựng cái trung tâm của mình đó là xây cao hơn so với giấy phép. Nhưng mà anh yên tâm đi, em đã cho người gỡ bài xuống hết rồi. Đúng là chưa đánh nhau thì chưa thành anh em. Rất mong chú tiếp tục đồng hành và ủng hộ An Linh. Anh đã cho soạn thảo một bản hợp đồng hàng năm cho thực hiện ngay vào quý 4 này nhá. Thưa ông Đức, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những cái tâm thư của người dân gửi về phản ánh toàn bộ những cái dự án của An Linh trên địa bàn đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý trật tự xây dựng. Một số dự án của tập đoàn đang bị dính vào nghi vấn tiêu cực trong vấn đề đấu thầu, hoặc là sai lệch đấu thầu, hoặc là sai lệch trong là tác động của môi trường. Vậy xin ông cho biết về quan điểm của tập đoàn đối với các vấn đề đang được dư luận quan tâm được không ạ? Xin hỏi chú là chú đến từ tờ nào và có phải là lãnh đạo không? Chúng tôi đến từ báo Tri Thức Phụ Nữ. Ồ, thế ta đến đây là muốn mang về một bản hợp đồng truyền thông hay là chỉ đi tác nghiệp đơn thuần? Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ gặp ông để xin thông tin về các vấn đề mà độc giả đang quan tâm. Xin lỗi. Nói thật là hôm nay tập đoàn chúng tôi gặp gỡ với anh em báo chí với một nội dung khác. Còn cái nội dung cậu vừa nêu ấy, tôi sẽ cho anh em soạn thảo văn bản và gặp gỡ trả lời cậu sau nhé. Còn bây giờ xin lỗi. Thưa ông, làng báo hiện nay đang rộ lên thông tin ông đã dùng hợp đồng truyền thông giống như một miếng băng để bịt mồm báo chí. Có đúng như vậy không? Chắc là cô cũng không đến đây vì sự hợp tác giữa hai cơ quan à? Chúng tôi đến đây vì sự thật. Cô muốn sự thật nào? Xin nói với cô là có rất nhiều kiểu sự thật. Mà tôi nhớ ra rồi, cô là Thanh Tường ở báo kinh doanh có đúng không? Và cô được làng báo mệnh danh là sát thủ. Chính cô là đưa ra một loạt bài bất lợi cho tập đoàn An Linh chúng tôi, có đúng không? Vâng, chính tôi là tác giả của loạt bài báo đấy. Cô muốn biết cái gì? Tôi xin nói với cô ấy, dư luận thì có trăm đường dư luận, có rất nhiều kẻ ghen ăn tức ở, thậm chí có những đối thủ cạnh tranh về kinh doanh viết những bài mà làm ảnh hưởng đến công tác kinh doanh lành mạnh đúng pháp luật của chúng tôi. Và tôi còn biết là lắm kẻ bỏ tiền ra để thuê cái đám báo lá cải viết một loạt bài gây ảnh hưởng đến An Linh của chúng tôi. Và tôi dám chắc rằng hôm nay cô đến đây không theo sự điều động của tổng biên tập. Chứ còn sếp của cô vừa ký với chúng tôi một hợp đồng truyền thông, chắc là cô không biết. Để tôi gọi cho lão ấy một cuộc chứ không phải dạy dỗ lính tráng chứ làm ăn thế này thì chết. Thưa ông, tôi chắc rằng ông không biết làng báo chí của chúng tôi, trong giới chúng tôi. Đúng, có những người tham tiền, họ có thể bẻ cong ngòi bút, thậm chí họ có thể im lặng để ăn tiền. Nhưng còn có rất nhiều nhà báo chân chính, không có gì khuất phục được họ ngoài sự thật.
bản lĩnh lắm, tôi cũng muốn ngồi đây để xem là cô cứng đầu được đến bao giờ. Kính thưa chủ tịch, tôi xin trao đổi thế này. Thời gian qua, dư luận có những ý kiến khác nhau về việc một số dự án của công ty chúng tôi đã và đang triển khai. Những vấn đề mà các anh chị quan tâm, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và thông báo chính xác tới báo giới. Còn trong buổi làm việc hôm nay, chúng ta chỉ làm việc trong khuôn khổ những gì đã thỏa thuận về hợp tác giữa các báo và An Linh. Còn những vấn đề không liên quan, xin hẹn buổi làm việc sau. Bây giờ chủ tịch của chúng tôi có việc bận rồi, hẹn gặp lại mọi người. Nếu là tài liệu, tôi xin nhận, còn cái phong bì này xin gửi lại. Tôi thật sự không hài lòng về buổi họp hôm nay, và tôi sẽ chia sẻ cái thông tin này đến bạn đọc. Vâng, chị có quyền tác nghiệp theo luật báo chí. Chúng tôi luôn cầu thị, thiện chí và sẵn sàng đối thoại những gì mà báo giới và dư luận quan tâm. Hẹn gặp lại mọi người. Rất cảm ơn anh em, xin phép nhé. Thế này là thế nào? Tại sao cái đám đó lại có mặt ở đây? Dạ thưa anh, em cũng đã gửi đích danh các cái tổng biên tập mà mấy tờ báo anh yêu cầu. Em cũng đã gọi điện trước, nhưng không hiểu sao họ vẫn đưa cái lũ này tới ạ. Đúng là một lũ ăn hại. Đã biết chúng nó không phải là danh sách khách mời, tống cổ chúng nó ra ngoài. Sáng mai tôi đảm bảo tôi sẽ thành món nhậu của chúng nó. Đẹp mặt chưa? Dạ, em xin lỗi ạ. Bây giờ thế này, tôi cho từ giờ đến chiều phải có được địa chỉ đầy đủ thông tin của cái đám nhà báo đến dự hôm nay. Dạ. Nếu không làm được, đầu giờ sáng mai nghỉ việc. Nghe rõ chưa? Dạ. Mình dò tìm địa chỉ của nó để cho quân của mình mang cái phong bì dán vào mồm chúng nó. Thôi, không có việc gì thì lui đi. Nam, chuyến hàng này là của ai? Ai chỉ đạo chuyến hàng này? Sao? Khó nói à? Hay là quên? Cho thằng Sơn qua đây. Đó, nhận ra nó chưa? Đưa nó đi. Đại ca của mày trông hổ báo thế thôi, nhưng mà nhát lắm. Nó tâm sự với các chú hết rồi. Bây giờ ấy, chú báo trước nhá, chỉ có một tình tiết giảm nhẹ duy nhất là mày phải lập công chuộc tội, tố cáo đồng bọn.
Chú biết chuyến này mày làm với thằng Sơn, nhưng còn những chuyến trước mày làm với ai? Dạ cháu mới làm lần đầu ạ. Sai. Thế còn anh Toàn Khỉ Đốm thì sao? Thôi được, nếu mà cháu chưa nói thật thì đừng nói nữa nhá. Nhưng mà chú không có nhiều thời gian để nghe văn của mày đâu. Cháu đừng có lo là khai thêm thì sẽ nặng thêm tội. Chỉ cần chuyến này nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì mày đã đủ tiêu chuẩn nằm trên bàn tiêm rồi. Nói thế cho nó nhanh, và nói nhanh cho nó khỏi sợ. Ai là người đứng sau thằng Sơn và thằng Toàn? Đưa gậy này. Mày nhìn đi. Quen chứ? Nó là ai? Dạ. Nó tên gì? Tên Tú. Mày gặp nó ở đâu? Dạ bên trong cái vết vàng ạ. Ghi lời khai tỉ mỉ, sau đó bắt nó viết tường trình, lập biên bản nhận dạng tên kia. Mày nên thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng. Thế nào, nó đã khai chưa? Dạ, nó vẫn câm khẩu. Đổ bê tông Lưu Tuấn Sơn, cánh tay bí mật của Trương Tuấn Tú, trợ lý của chủ tịch tập đoàn On Linh. Chú gọi thế đúng chưa? Chú đã biết tất cả những việc làm của cháu kể từ hồi đầu năm, nhưng mà bây giờ chú mới bắt. Sao? Có thấy oan uổng không? Tôi không có tội gì hết. Thế à? Thế còn khẩu súng và ma túy đá trong hang thì thế nào? Của bọn kia, tôi chỉ đến chơi. Thế còn vụ giết hai người ở trại ma túy là thế nào? Trại ma túy nào? Thôi được rồi, thế thì tao sẽ cho mày nghe cái này. Cho nó nghe đi. Mọi thứ sao rồi? Hàng đã xong hết, thưa sếp. Tôi đang nghiệm thu. Hiện tại anh em đang đóng gói nốt. Vậy sếp định bao giờ cho chuyển hàng? 1 giờ khuya đêm nay. Sơn chuẩn bị xe đi. Sếp yên tâm, xe lúc nào cũng sẵn sàng. Sơn làm việc tốt lắm. Cảm ơn sếp. Mày đừng nói với tao là mày không biết giọng này của ai nha. Vì chúng mày mà đêm hôm qua đồng đội của tao đã phải hy sinh. Tội ác của chúng mày sẽ không bao giờ trả được đâu. Mày đáng chết ngàn lần. Sơn, hãy nghe chú, cháu hết sám hối. Nếu cháu biết luật nhân quả, cháu là người hiểu biết, và cháu thừa hiểu là không có gì xóa được tất cả những tội lỗi mình đã gây ra. Hãy làm một việc tử tế khi đang có cơ hội. Tôi sẽ không khai gì hết cho đến khi tôi được gặp luật sư.
Đưa nó qua đây. Anh không ngờ tôi chưa chết đúng không? Mày! Mày đừng mày đâu? Cháu cứ bình tĩnh, khai báo thành khẩn. Tội của cháu, các chú sẽ xem xét. Dạ, mong chú. Nhưng mà cháu yên tâm là sẽ nhẹ hơn những thằng kia. Cháu hợp tác với đội điều tra thì tội của cháu sẽ được giảm nhẹ nữa. Cháu hiểu không? Dạ, cảm ơn chú. Cháu biết hai người này chứ? Dạ, biết. Dạ, đây là Tú, còn đây là Mỹ Hà. Hai người này là sếp của Sơn, mà hai người này chỉ là tay chân của một ông trùm đứng sau thôi. Ông trùm đó là ai? Dạ, theo Sơn nói là ông Đức, chủ tịch tập đoàn Quang Linh, mới thật sự là ông trùm đứng sau. Thế cái số hàng vừa rồi là của ai? Dạ, số hàng đợt này là Tú trực tiếp chỉ đạo cho Sơn điều hành sản xuất. Còn lô hàng của ai thì cháu đoán là của ông Đức. Dạ, chú hỏi Sơn với lại Tú sẽ rõ hơn ạ. Được rồi, tốt lắm. Chú hoan nghênh sự hợp tác của cháu. Dạ, cảm ơn chú. Đưa đi. Sao? Còn im lặng hơn nữa không? Đức với Tú quen một người tên là Tuất, là người của các ông đấy, đi tìm nó mà hỏi. Anh Quách, chuyện của anh Hà bây giờ anh tính sao? Thật lòng tôi rất muốn đưa anh về ngay, nhưng làm thế sẽ đau. Anh biết rồi đấy, nội bộ chúng tôi đang có virus nguy hiểm. Các anh đã khoanh vùng thông tin chưa? Tôi đã quán triệt tất cả những anh em Hương Hòa, tuyệt đối không được đưa thông tin về nhà. Vậy chúng ta gửi anh ở nhà lạnh bệnh viện về hôm được không? Tội nghiệp anh Hà quá, anh Hà ơi. Nhưng đằng giữa trận đánh, tôi không biết làm sao được. Mong anh ở trên trời hãy cảm thông cho đồng đội. Anh lái xe phù hộ chúng ta. Điều quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải tiến hành bắt hết bọn chúng. Đúng rồi. Chúng ta đã có 3 lời khai và nhận dạng. Theo tôi, vụt thôi. Anh ra lệnh đi. Lực lượng của chúng tôi xuống đây là phối hợp với các anh. Để tôi báo với cậu Miên, khẩn trương kiểm tra, xét nghiệm kết quả ma túy. Khi có kết quả, chúng ta tiến hành bắt ngay. Chuyện ấy cũng không quan trọng lắm. Một khi nó đã dính vào ma túy, thì không ông nào dám chìa tay ra mà cứu vớt nó đâu. Chắc chắn một điều rằng nó sẽ rất nhiều quân sư. Chúng ta hành xử không chắc chắn, nó mà phản pháo là ta dở hơi đấy. Đúng thế, tôi cũng đang lo. Nếu ta không bế nhanh bọn này, nó mà té thì rất khó tìm. Hay là ta cứ keng theo phương án quả tang đi. Quả tang không thuyết phục lắm. Chỉ cho bằng, ta cứ xác định vật phẩm, nếu chuẩn là ma túy thì ta bắt người theo trường hợp khẩn cấp. Trong thời gian chờ đợi, điều quan trọng nhất là chúng ta đừng để lọt thông tin ra ngoài. Thôi được rồi, tôi sẽ có cách. Vâng, thôi thì chăm sự nhờ các anh. Thực lòng bây giờ thì tôi cũng đang rối bời, đang lo không biết thằng Triều sống chết ra sao nữa.
Tôi vừa nghe anh em báo lại, vết thương của Triều khá nặng. Hiện nay các bác sĩ đang mổ để nối động mạch, mất khá nhiều máu. Và nghe báo là cậu ấy thuộc nhóm máu AB. Tôi đang điều động một đội các anh em có nhóm máu AB đến để tiếp máu cho cậu ấy. Sao? Nhóm máu AB à? Đúng, máu AB. Chào đồng chí. Tôi cùng nhóm máu của cậu Triều. Tôi đã lấy máu của người đang trên đường ở đây rồi. Nhóm máu của Triều không cần phải giải thích nữa. Làm luôn đi. Anh ơi, cho em hỏi, con người yêu của thằng Hùng em trai anh ấy, có tên là gì? Quỷ. Anh ơi, anh cần phải xem lại em dâu tương lai của anh đi. Có khi nó chính là con Vũ Hạ Lam, trinh sát ma túy của Hùng Hòa đấy. Vẫn biết trong đêm, hình bóng riêng mình ta. Vẫn nghe bước trên phong trần. Trong vắng yêu thương, chim sâu luôn lặng cấm. Hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai, các bố nhận hai. Tìm mình trong cơn mưa khổ đau. Mất ngập mắt cùng người đầu. Dù dòng đời cuộn trong phong. Lòng ta rực lửa khát khao. Cậy thần cậy cây lá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.